Chào cô dì chú bác và các anh chị cùng các bạn luôn đồng hành cùng với kênh Mẫu Nhà Đẹp. Chúng tôi rất cảm ơn cô dì chú bác và các anh chị cùng các bạn đã từng ngày xem các video để tham khảo mẫu nhà vườn nông thôn mới xu hướng thời 6.0 đem lại sự lựa chọn hữu ích cho tất cả mọi vùng miền. Xin chào, mẫu nhà vườn nông thôn mới xu hướng thời 6.0 có những điểm nổi bật sau đây. 1. Thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tiện nghi cần thiết. 2. Sử dụng vật liệu tự nhiên, tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên. 3. Mở cửa sổ, tạo đường thoáng gió tự nhiên, giúp không gian trong nhà luôn tươi mát, sáng sủa. 4. Có nhiều địa hình, hình dáng khác nhau, tạo ra sự đa dạng và phong phú cho những ai yêu thích nghệ thuật kiến trúc. 5. Được xây dựng trên nền đất rộng, có sân vườn, cho phép trồng cây cối, rau xanh, tạo nên một không gian sinh thái lành mạnh, thư giãn. 6. Sử dụng màu sắc trẻ trung, tươi sáng, tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái. 7. Có không gian để trang trí nội thất, tạo nên không gian ấm cúng, thư giãn cho gia đình. 8. Thiết kế nội thất tối giản, đơn giản, giúp giảm thiểu chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện nghi. 9. Có bể bơi, hồ cá, tạo không gian giải trí và thư giãn cho gia đình. 10. Không gian yên tĩnh, an ninh tốt, tạo cảm giác an toàn, bình yên cho gia chủ. 11. Có đầy đủ hệ thống an ninh đảm bảo sự an toàn cho những thành viên trong gia đình. 12. Giá thành xây dựng không quá cao, phù hợp với đa số người dân nông thôn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về mẫu nhà vườn nông thôn mới xu hướng thời 6.0. Nếu bạn cần 1. Kiến trúc đơn giản, tinh tế và gần gũi với thiên nhiên nông thôn. 2. Sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, tre, sắt thép, bê tông, xi măng để tạo nên sự ấm áp và mộc mạc. 3. Sân vườn được thiết kế hài hòa, có cây xanh, hoa lá, ao hồ và đường lát đá, sân cỏ. 4. Có những khoảng trống trống để trồng cây, cây xanh và tạo không gian bình yên. 5. Cửa sổ lớn để có thể ngắm nhìn toàn cảnh sân vườn và quang cảnh phong phú của đồng quê. 6. Hệ thống cửa, cửa sổ và tường rào được thiết kế và sử dụng gỗ hay sắt thép bê tông, gạch trang trí để đem lại tự nhiên để hòa quyện với không gian sân vườn, như non bộ tiểu cảnh các chậu cây bonsai. 7. Bể cá hoặc ao cá nhỏ được thiết kế để tôn lên nét đẹp hài hòa với thiên nhiên, có lúc để ngắm nhìn thư giãn hoặc thậm chí còn có tác động vào không gian sống động. 8. Chỗ ngồi, bàn, ghế được làm từ gỗ, tre hay đá tự nhiên và đặt ở những vị trí thích hợp để tận hưởng không khí trong lành. 9. Đường đi bằng đá hoặc đá sỏi để dễ dàng đi lại trên mọi hướng của sân vườn, với những lối mòn trông thật đẹp mắt. 10. Hệ thống chiếu sáng đẹp, có thể thay đổi màu sắc để tạo nên không khí ấm cúng và mong mát, chẳng hạn như các đèn LED cảm biến. 11. Khu vực BBQ đặt gần khu vườn để mang lại cho các thành viên và các khách tới thăm nhà một không gian ẩm thực ngoài trời độc đáo, chẳng hạn như nhà chòi. 12. Khu làm việc ngoài trời được thiết kế lý tưởng với gạch, đá hoặc đá lát trải sàn, tạo không gian thoải mái và sáng tạo. 13. Tường rào xây và cột bê tông hoặc hàng rào được thiết kế từ tre hoặc gỗ tự nhiên để tạo ra không gian riêng tư và an toàn. 14. Lối đi hoa đường được design bởi cây cối và hoa lá tạo nên thiên đường của thiên nhiên tươi đẹp. 15. Cây cối được trồng ngoài trời để tạo nên không gian xanh và bảo vệ môi trường. 16. Khu vực ngủ lãng mạn với giường lớn, chăn, gối và các món đồ nội thất khác được thiết kế để tạo một không gian riêng tư hoàn hảo. 17. Khu vực thư giãn được thiết kế gần sân vườn với các món đồ nội thất sang trọng và đầy đủ. 18. Khu vực chơi trẻ em được thiết kế an toàn và vui nhộn hơn với các trò chơi ngoài trời. Khu vui chơi cho trẻ nhỏ có lắp hệ thống giám sát để cảnh báo sớm khi trẻ mải chơi. 19. Khu vực sinh hoạt được thiết kế hợp lý với khu vực ăn uống, tiếp khách, phòng tắm, nhà vệ sinh và nhiều tiện nghi khác bởi do các thành viên yêu thích lý tưởng riêng của mình. Các thiết bị điện thông minh định dạng cấu hình thông minh để phòng khẩn cấp. Về 25 mục tiêu chi tiết chuẩn cho từng loại thiết bị điện, phòng cháy, chữa cháy và nước sạch như sau. 1. Hệ thống điện, đảm bảo thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và tin cậy, bảo trì định kỳ các thiết bị để tránh sự cố xảy ra. 2. Hệ thống chiếu sáng, chọn lựa thiết bị tối ưu cho các khu vực, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và tiết kiệm năng lượng. 3. Hệ thống cấp điện dự phòng, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong trường hợp mất điện. 4. Hệ thống âm thanh, chọn lựa thiết bị chất lượng cao cho các khu vực, đảm bảo có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như báo cháy sớm, và cảnh báo trẻ em vui chơi khi không có người lớn,
và hay hơn nữa chỉ dẫn các khu vực để khách tham quan khu vườn. 5. Hệ thống cảnh báo trộm đột nhập khu vực của gia đình, được chọn lựa thiết bị lắp đặt đạt tiêu chuẩn an toàn và đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các thành viên trong gia tê. 6. Hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, kiểm tra và bảo trì định kỳ thiết bị để đảm bảo hoạt động tốt và đáp ứng yêu cầu của luật pháp. 7. Hệ thống chữa cháy, đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi sự cố xảy ra để nhanh chóng kịp thời hiệu quả xử lý cao. 8. Hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt và đáp ứng khi có sự cố. 9. Hệ thống thoát nước thải, đảm bảo hệ thống thoát nước thải hoạt động tốt và an toàn cho môi trường. 10. Hệ thống ngăn chặn rác và các thùng rác, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt và có khả năng ngăn chặn tình trạng nghẽn rác và ô nhiễm môi trường. 11. Hệ thống thiết bị tiết kiệm nước và xử lý lọc nước, đảm bảo hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn về tiết kiệm nước và giảm thiểu lượng nước sử dụng được tinh khiết cao để an toàn cho người sử dụng. 12. Hệ thống quản lý nước, đảm bảo hệ thống quản lý nước hoạt động hiệu quả và giám sát định kỳ tình trạng tiêu thụ nước. 13. Hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động tốt và an toàn cho môi trường. 14. Hệ thống lọc nước sinh hoạt, đảm bảo hệ thống lọc nước sinh hoạt đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. 15. Hệ thống máy bơm nước, đảm bảo thiết bị được bảo trì và kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt động tốt. 16. Hệ thống bồn chứa nước, đảm bảo bồn chứa nước đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng khi mất nước lâu ngày. 17. Hệ thống vệ sinh công nghiệp, đảm bảo hệ thống vệ sinh công nghiệp làm việc hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 18. Hệ thống vận hành nhà thông minh, đảm bảo hệ thống vận hành nhà thông minh hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. 19. Hệ thống kiểm soát truy cập, đảm bảo hệ thống kiểm soát truy cập an toàn và hoạt động hiệu quả. 20. Hệ thống bảo vệ an ninh, đảm bảo hệ thống bảo vệ an ninh hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia đình. 21. Hệ thống truyền thông, đảm bảo hệ thống truyền thông hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu tin tức cho các thành viên trong gia đình. 22. Hệ thống đèn chiếu sáng ngoài trời, đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng ngoài trời hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 23. Hệ thống điều hòa nhiệt độ, đảm bảo hệ thống điều hòa nhiệt độ hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia đình. 24. Hệ thống giám sát, đảm bảo hệ thống giám sát hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu và nhanh chóng. 25. Hệ thống giải trí, đảm bảo hệ thống giải trí hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu được thuận tiện. Đó là các mục chi tiết nhà vườn đẹp nông thôn theo yêu cầu của bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.